Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam Thông tin đầu tiên của chúng tôi sáng ngày 26 tháng 3 Văn hậu đón tin xấu có thể đất gánh giấc mộng châu Âu câu chuyện xuất ngoại sang Hironven của đoàn văn hậu có thể sẽ kết thúc một cách lãng xẹt và cánh cửa đi tiếp tại châu Âu cũng dễ lâm vào bế tắc. Ngày 24 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Hà Lan cho biết giải vô địch quốc gia nước này sẽ tạm hoãn tới ngày 6 tháng 4. Tới ngày đó thì tương lai giải đấu sẽ được tính tiếp tùy vào tình hình của dịch bệnh COVID-19. Có 3 phương án đang được Liên đoàn bóng đá Hà Lan đưa ra là thi đấu tiếp mà không có khán giả, đợi dịch bệnh được kiểm soát mới thi đấu hoặc là hủy hàn giải. Nếu giải đấu hoãn tiếp hoặc bị hủy hẳn vì Covid-19 vẫn kéo dài phức tạp, Đoàn Văn Hậu khả năng lớn sẽ đứt gánh giấc mộng châu Âu, thậm chí theo kịch bản không thể có thêm buổi tập nào cùng toàn đội Heerenveen. Theo điều khoản hợp đồng cho mượn đến câu lạc bộ Hà Lan, Văn Hậu sẽ hết hạn vào tháng 6 tới. Heerenveen có quyền mua đứt ngôi sao này, nhưng giờ đây vấn đề tài chính vốn khó khăn của Heerenveen còn nghiêm trọng gấp bội vì dịch bệnh. Khả năng để Hironven chi tiền mua văn hậu và tiếp tục trả mức lương cao tới 450.000 euro một năm là rất thấp. Thậm chí bóng đá toàn thế giới cũng như châu Âu đều ảnh hưởng kinh tế cực lớn. Các câu lạc bộ tầm trung như Hironven chịu sức ép khổng lồ nên việc tìm một bến đỗ khác cho văn hậu sẽ vô cùng khó khăn. Các câu lạc bộ tại châu Âu đều bị hạn chế sử dụng cầu thủ châu Á bằng cách phải trả mức lương cao, giống Hironven thấp nhất cũng phải trả cho đoàn văn hậu là 450.000 euro một năm. Theo một nguồn tin khác thì Hà Nội được cho là có cài vào hợp đồng lấy lại Văn Hậu từ tháng 5 nếu Hiram Ven không sử dụng ngôi sao quê Thái Bình. Dù sao thì Văn Hậu cũng đã phát triển tốt ở môi trường bóng đá nội nên nếu tạm gác lại chuyện xuất ngoại thì cũng không xấu. Thông tin tiếp theo, thủ thành đang lên của Việt Nam lọt tầm ngắm đại gia Thái Lan. Theo những tiết lộ từ tờ báo Thái Lan SMM Sport, Buriram United đang có những động thái muốn chiều mộ thủ thành của U23 Việt Nam. Nguyễn Văn Toản là một trong những thủ thành trẻ tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Ở kỳ SEA Games 30 vừa qua, anh đã có những màn trình diễn ấn tượng cùng phong độ vô cùng ổn định mỗi khi được tung vào sân. Điều này khiến cho Văn Toản nhận được khá nhiều sự chú ý của không chỉ các đội bóng trong nước mà còn cả những đội bóng ở nước ngoài. Mới đây nhất, tờ SMM Sport đưa tin, thủ môn của U23 Việt Nam và câu lạc bộ Hải Phòng, Nguyễn Văn Toản, đang lọt vào tầm ngắm của câu lạc bộ Buriram United, đội bóng mà tiền vệ Lương Xuân Trường từng có thời gian thi đấu. Hiện tại thủ thành số 1 của Buriram United là Sivaruk Tesung Neong, người đã bước sang tuổi 35. Đội bóng này đang gấp rút tìm người thay thế và một cái tên trẻ như Văn Toản là lựa chọn hợp lý. Thủ thành 23 tuổi của Việt Nam được đánh giá cao ở khả năng phản xạ nhanh, chơi chân hay và ra vào hợp lý. Ngoài ra chiều cao của Văn Toản 1m86 cũng là điểm mạnh của thủ môn này. Văn Toản mới chỉ nhận một bàn thua sau hai trận đấu tại V-League năm nay với phong độ cực kỳ ổn định. Được biết Buriram sẵn sàng chi ra số tiền là rơi vào khoảng 270.000 đô la Mỹ để có được thủ môn của câu lạc bộ Hải Phòng. Trước văn toản thì người đàn anh Đặng Văn Lâm cũng gia nhập Muang Thông United với mức phí chuyển nhượng là 500.000 đô la Mỹ. Thông tin kế tiếp, vì công phượng thăng hoa, bầu đức hãy hào phóng. Bầu đức từng vì công phượng lẫn tuyển Việt Nam mà gạt sầu, đưa tiền đạo xứ nghệ về v nên người ta lại chờ đợi ông bầu phố núi tiếp tục hào phóng. Thứ nhất, ít ngày trước khi v bước vào mùa giải 2020, Bầu Đức đưa ra quyết định được coi là trái với tính cách của mình khi triệu hồi công phượng về nước sau một thời gian khá dài mất hút ở Bỉ. Nói trái với tính cách, bởi ai cũng biết Bầu Đức thèm việc đưa cầu thủ của mình ra nước ngoài như thế nào. Thậm chí ông chủ đội bóng phố núi còn từng tuyên bố, sang đó tập thôi cũng tốt, để hiểu rằng Bầu Đức không dễ gì mà thay đổi với tương lai của công phượng. Thế nhưng rốt cuộc vì tương lai khá u ám của công phượng ở Bỉ, buộc bầu Đức đưa ra quyết định không dễ dàng với tính cách hiếu thắng của mình khi gọi tiền đạo người xứ nghệ về nước chơi bóng trở lại. Cũng để vơi bớt nỗi sầu thất bại với kế hoạch đưa cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ra nước ngoài chơi bóng, bầu Đức đồng ý cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mượn công phượng nửa mùa bóng với lý giải nhằm giúp đội bóng của chủ tịch câu lạc bộ Nguyễn Hữu Thắng chơi tốt ở AFC Cup lẫn V-League mùa 2020. Thứ hai, thì Bầu Đức đồng ý để Công Phượng đến với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người nghĩ Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp khó ở mùa giải 2020. Khi cũng biết chân sút của tuyển Việt Nam từng là người có nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng phố núi trước khi sang Hàn Quốc hay là Bỉ. Nhưng lúc này dù hơi sớm để khẳng định, nhưng có vẻ như lo lắng ấy khá thừa khi Hoàng Anh Gia Lai đang nhập cuộc một cách rất tốt so với tất cả các mùa giải trước đây với một trận thắng, một trận hòa. Khâu ghi bàn cũng không là vấn đề với 4 bàn thắng sau hai trận đấu. Thậm chí nhìn Hoàng Anh Gia Lai chơi bóng hai trận đầu tiên tại mùa giải 2020, giới chuyên môn còn khẳng định không có công phượng, xem ra đội bóng phố núi còn dễ đá hơn khi thoải mái lựa chọn cách chơi hoặc về nhân sự thay vì bắt buộc phải điền tên chân sút được bầu đức yêu thích nhất trong mọi trận đấu như trước đây. Thứ ba, công phượng không ghi bàn kể từ khi Asian Cup 2019, nhưng khi trở về nước và khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Trận suất của tuyển Việt Nam chơi tốt hơn rất nhiều trước khi đội bóng mới bay cao tại AFC Cup 2020. Thông tin cuối cùng, huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam tiết lộ nhiều cầu thủ bị lừa tình, lừa tiền. Trong một chia sẻ mới đây, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết, nhiều học trò của ông đã bị chồng, bạn trai lừa tình lừa tiền. Bóng đá nữ xưa nay vốn có nhiều sự thua thiệt. Các cầu thủ theo nghiệp bóng đá và vẫn duy trì sự nghiệp ấy là nhờ đam mê rất lớn, để trang trải cho cuộc sống, một số nữ cầu thủ còn phải làm thêm ngoài giờ. Những câu chuyện ấy từng khiến nhiều người đau lòng. Những năm gần đây, nhờ thành tích đi lên mà tiền thưởng và cuộc sống cũng đỡ vất vả đi đôi chút. Tuy nhiên, trong một chương trình talk show mới đây của FPT Play, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã hé lộ những mẩu chuyện buồn xung quanh cuộc sống của những cô gái học trò đáng quý. Theo đó, không ít nữ cầu thủ đã bị chồng, bạn trai lừa tiền rồi bỏ rơi. Tất cả những gì giá trị của họ đều không cánh mà bay. Điều này khiến huấn luyện viên Mai Đức Trung vô cùng bức xúc. Trong hoàn cảnh ấy, ông chỉ biết động viên các học trò. Con còn trẻ, con còn làm ra được của cải, con hãy quên đi những chuyện đó. Thậm chí cả người đó đi và chuyên tâm vào tập luyện, đó mới là điều đáng làm. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng chia sẻ rằng, đối xử không tốt như vậy sẽ nhận lại những điều không tốt đẹp trong cuộc sống. Huấn luyện viên người Hà Nội nổi tiếng là người điềm đạm, giàu lòng nhân ái, ông được người hâm mộ bóng đá Việt Nam yêu mến khi dành phần lớn sự nghiệp cho sự phát triển bóng đá nữ nước nhà. Dù đã ở tuổi hơn 70, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định vẫn tiếp tục gắn bó với công việc này khi còn có thể. Điều ước lớn nhất của ông là mong sao các học trò sẽ sớm lấy chồng, có gia đình hạnh phúc và có cuộc sống ổn định sau khi giải nghệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.